Thanh Thảo xin kính chào quý vị. Hiện tại bây giờ thì Thảo đang có mặt tại cửa hàng vật liệu xây dựng Phương Tài ở quốc lộ 1A, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Sở dĩ mà Thảo có mặt ở đây ngày hôm nay là để chúc mừng cho vị khách hàng may mắn đầu tiên nhận được chiếc xe Airblade trong chương trình mua ống nhựa hoa sen cào liền tay trúng ngay Airblade. Và vị khách hàng may mắn đầu tiên đó không ai khác, đó chính là cô Đoàn Thị Cho. Xin được chúc mừng cô. À, cô ơi, khi mà cô mua ống nhựa hoa sen á, thì cô có biết đây có cái chương trình khuyến mãi này không ạ? À? Không, cô không biết. Là cô đã có cái nhà thì cô mua trước đó rồi. Dạ. Rồi cô mua tiếp tục nữa thì có cái chương trình khuyến mãi rồi à. Cô tặng cô ta. Có nghĩa là lúc đó mình có xong rồi, cái xong mình thấy thiếu mình lại mua tiếp. Đúng. Dạ. Rồi cái khi mà được nhận cái thẻ cào á, cô cào, cô có nghĩ là mình là người trúng không ạ? À? Cô không nghĩ, hồi đó giờ cô mua nhiều ấy, cô nghĩ rằng không có trúng. Cào thẻ cào đầu tiên thì chúc bạn may mắn lần sau. Cái dạ. Cào là thẻ cào thứ hai thì cô thấy trúng thưởng. Wow, cô có bất ngờ không ạ? À? Bất ngờ, cô không tin. Con hỏi thiệt cô chứ cô có biết cái lúc mà cô cào xong á, cô thấy là mình trúng được cái chiếc xe Airblade, cô có đoán được cái giá trị của chiếc xe này là bao nhiêu không? Khoảng 4 mấy triệu á. Dạ. Cô ơi, cô mua ống nhựa này là để xây dựng ở nhà mình, sửa chữa nhà hay là sao cô? Cô có một con đất á, cô cất đặng cho thuê. Dạ. Rồi gần xong rồi, giai đoạn cuối á, là cô làm cái đường đi vô thì cô mua thêm một số ống nhựa này để cô đi ở dưới á, đặng mai mốt cô cho thuê không thành công thì cô sẽ mở nhà trọ. À. Nó có đường ống nước đầu sẵn cho cô. Con xin phép hỏi cô cái điều này tí xíu là tổng cái giá trị của cái đơn hàng mình lúc đó là khoảng bao nhiêu tiền, cô có nhớ không ạ? À? Cô nhớ khoảng 2.600.000 mấy, gần 2.700.000 á. Trời ơi, coi như là khoảng 2-3 triệu mà bây giờ mình trúng chiếc xe 4 mấy triệu, có vẻ hấp dẫn cô ha. Mà cô lại là khách hàng may mắn đầu tiên trong số 90 chiếc xe Airblade. À, chương trình này là áp dụng trên toàn quốc luôn. Và cái gì mà may mắn đầu tiên lúc nào nó cũng có một cái sự khởi đầu rất là thuận lợi. Và đặc biệt là vào những ngày giáp Tết như thế này nữa. Từ trước đến giờ cô có phải là khách hàng thường xuyên của thương hiệu ống nhựa hoa sen không ạ? À? Cô thì cô ít mua, mà có các nhà thì cô mua ở đây. Dạ. Cô mua ống nhựa hoa sen ở đây. Dạ, và như là khi nào mà có cơ hội dùng, cất nhà, sửa chữa nhà cửa là cô lại tìm đến với ống nhựa hoa sen. Đúng. Dạ, và khách hàng thân thiết như vậy thì lần này may mắn là mỉm cười với cô là đúng quá rồi. Chúc mừng cô ạ. À. Chúc cô thật nhiều sức khỏe cho năm mới ạ. À. Thưa cô, bây giờ phía sau cô là còn đến 89 chiếc Airblade nữa. Bây giờ cô có lời chúc gì dành cho tất cả những khách hàng phía sau mình không ạ? À? Thì cô rất là vui sướng khi mà cô được may mắn nhận cái giải cào trúng đầu tiên của cái xe Airblade. Thì cô, cái thứ nhất đó là cô cảm ơn cái công ty Hoa Sen Ống Nhựa. Dạ. Đã tạo cái chương trình để cho mọi người rất là được phấn khởi. Dạ. Và cái là cô xin chúc mấy cái giải sau á thì các người mà nên mua ống nhựa hoa sen để được trúng cào trúng như cô. Dạ. Rồi cuối cùng á thì cô mong rằng công ty ống nhựa hoa sen sẽ tiếp tục duy trì những cái cào trúng này dài dài. Và cô chúc cái công ty ống nhựa hoa sen năm mới dồi dào sức khỏe với lại làm thu được nhiều lợi nhuận hơn. Dạ, cảm ơn rồi. Cô rất là nhiều. Như vậy là cô có một lời nhắn nhủ nhẹ đến cái tất cả những khách hàng, những người tiêu dùng là nếu như ai có nhu cầu xây sửa nhà cửa thì chúng ta tìm đến với ống nhựa hoa sen để có cơ hội may mắn chạm tay đến những cái giải thưởng giá trị như thế này với chương trình mua ống nhựa hoa sen cào liền tay trúng ngay Airblade quý vị nhé. Dạ, bây giờ thì mời chị sẽ xem qua chiếc xe của mình ạ. À, xe mới cáo cạnh luôn, coi có tràn sơn chỗ nào không. Chị có biết lái xe không chị? Biết. Wow, mới tin ha. Mới con luôn. Tết này là có xe Vivu rồi. Đây, chìa khóa như là vẫn còn zin nè. Rồi, rồi. Nhưng mà sao lấy chìa khóa là em cũng biết, em biết lái xe cô máy. Cô cũng biết luôn. Rồi bây giờ mua về, rồi xong rồi mình may mắn nhận được chiếc xe này, lại là chiếc xe đầu tiên, khách hàng đầu tiên của chương trình khuyến mãi này. Thì cô sẽ dùng hay là cô cho người nhà mình dùng ạ? Cô dùng, cô có đứa con, cô đang học đại học Bách Khoa năm thứ hai chưa có xe. Dạ, như vậy đây sẽ là một món quà rất là ý nghĩa cho con trai của cô là đang học đại học Bách Khoa. Em biết chưa ạ? Biết. Biết rồi.
Chắc là phấn khởi lắm cô ha. Đúng. Nhân dịp là chúng ta cũng sắp sửa chào đón một năm mới rồi thì cũng xin được phép thay mặt cho tập đoàn Hoa Sen xin được gửi đến cô và gia đình lời chúc sức khỏe và một năm mới thật ngập tràn niềm vui. Chưa chi hết mà chúng ta đã có một cái sự khởi đầu rất là may mắn rồi. Và bây giờ xin mời cô cho bước qua đây thì đại diện của tập đoàn Hoa Sen sẽ gửi đến cô phần quà này. Đó là vị khách hàng may mắn đầu tiên, một chiếc xe Airblade đầu tiên thưa quý vị. Và thưa quý vị, và trong cái chương trình khuyến mãi này thì chúng ta còn đến 89 chiếc xe Airblade khác đang chờ đợi chủ nhân. Và chương trình khuyến mãi này đương nhiên là sẽ áp dụng trên toàn quốc. Hy vọng là may mắn sẽ mỉm cười đến tất cả những khách hàng của chúng ta. Quý vị hãy nhớ với chương trình khuyến mãi của chúng tôi ngày hôm nay đó là mua ống nhựa Hoa Sen, cào liền tay, trúng ngay Airblade. Và bên cạnh đó thì còn rất là nhiều những giải thưởng khác nữa, đó chính là iPhone X nè, rồi những cái thẻ cào giá trị để dành tặng cho tất cả những khách hàng thân thương, những người đã từng gắn bó với thương hiệu Hoa Sen. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị. Và ngày hôm nay thì Thảo cũng gặp được chú Phương là chủ của cửa hàng vật liệu xây dựng Phương Tài. Chú Phương ơi, khi biết được khách hàng của mình là một trong những vị khách may mắn đầu tiên trong chương trình trúng được cái xe Airblade của ống nhựa Hoa Sen thì cái cảm giác của chú như thế nào ạ? Trước tiên thì chú cũng rất là vui mừng. Sau đó là coi như là chú là một trong những cái cửa hàng đầu tiên là có khách hàng trúng xe lắp trong cái chương trình khuyến mãi của nhựa Hoa Sen. Dạ. Đó thì chú cũng mong là cái chương trình này sẽ là cái động lực để cho khách hàng từ trước giờ đã đón nhận cái sản phẩm nhựa Hoa Sen thì hôm nay tiếp tục ủng hộ nhiều hơn. Dạ, nhưng mà cái này á chú cũng thấy vậy nè, một đùng năm, năm đùng mười, thế là ai cũng muốn đến đây để mua hàng của chú để được cào may mắn hết. Dạ, thì đúng rồi. Thì cái chương trình này nó còn tới là 89 chiếc xe, đúng nhận kèm theo những cái giải thưởng khác. Dạ. Thì cứ mong là tất cả các khách hàng từ trước giờ đã ủng hộ nhựa Hoa Sen thì hôm nay tiếp tục. Dạ, và chú thấy cái chương trình khuyến mãi mà mua ống nhựa Hoa Sen cào liền tay trúng ngay Airblade nó như thế nào ạ? Cái bước đầu thì dân mình cũng hơi bỡ ngỡ là không biết là có thật sự là cái giải thưởng như vậy không? Dạ. Thì hôm nay đây là cái điều đầu tiên. Hả? Dạ. Chú nghĩ là tương lai nó sẽ là khách hàng nó sẽ nhiều hơn, là người tiêu dùng sẽ quan tâm tới cái nhựa Hoa Sen của mình nhiều hơn. Dạ, coi như là có một cái sự lan tỏa chú ha, bởi vì 90 chiếc xe mà đây mới là chiếc đầu tiên thôi. Đúng. Bên cạnh đó thì con còn biết là còn có iPhone X và rất là nhiều những cái thẻ cào may mắn khác phải không chú? Đúng. Dạ, thế bản thân chú là một người kinh doanh thì khi mà biết đến cái chương trình khuyến mãi này thì chú cũng thấy rất là phấn khởi phải không ạ? Cũng vinh dự là cái cửa hàng đầu tiên được có người khách là trúng cái vé may mắn như vậy. Dạ. Thì cứ nghĩ là cứ mong sẽ là có nhiều khách hàng sẽ được những cái giải về sau nữa. Dạ, một lần nữa con cảm ơn cửa hàng Phương Tài và chúc cho chú Phương sẽ có thật nhiều sức khỏe. Chúc cho gia đình chú năm mới an khang thịnh vượng. Cảm ơn chú rất là cảm nhiều. Cảm ơn chương trình. Hôm nay thì có anh Văn là đại diện cho nhân viên kinh doanh ở khu vực này. Vậy thì khi anh có thể chia sẻ với tất cả mọi người rằng là khi mà công ty cũng như là thương hiệu ống nhựa Hoa Sen tung ra cái chương trình khuyến mãi này thì cái đón nhận cũng như là cái phản ứng đầu tiên của khách hàng như thế nào ạ? Khi mà công ty tung ra cái chương trình á, cái đón nhận đầu tiên của khách hàng vẫn còn nghi ngờ, vẫn chưa tin lắm vào cái chương trình đó. Giá trị giải thưởng thì rất là lớn, rất là nhiều sản phẩm, nhiều chiếc xe đó. Nhưng mà sau đó những ngày giáp Tết thì những cái phiếu cào khách hàng mua ống nhựa được phiếu cào thì là họ đã cào trúng thưởng chiếc xe Airblade đầu tiên, niềm vui rất là lớn. Thì bây giờ họ đã rất là tin tưởng vào sản phẩm của Hoa Sen cũng như là chất lượng sản phẩm cũng như là những chương trình quà tặng. Tập đoàn Hoa Sen luôn mang lại giá trị lợi ích sản phẩm đến người tiêu dùng và ngoài ra còn mang lại nhiều phần quà hấp dẫn dành cho người tiêu dùng trong cái chương trình này. Như vậy là Thảo thấy là chương trình này rất là giá trị, đến 90 chiếc xe và tổng giá trị giải thưởng thì lên đến 20 tỷ thưa quý vị. Ở đó còn có những cái điện thoại iPhone X nữa và những cái thẻ cào giá trị khác. Thì xong cái việc mà trao chiếc xe Airblade này ở tại Tân An, Long An thì chúng tôi lại tiếp tục lên đường để trao một cái điện thoại iPhone X đến cho một khách hàng ở Đồng Tháp nữa. Hy vọng đây sẽ là một cái tiền đề để tiếp tục tạo niềm tin và sự gắn bó của tất cả những người tiêu dùng dành cho thương hiệu Hoa Sen. Cảm ơn quý vị thật nhiều ạ.